Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và lần đầu tiên mình gửi chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Và bây giờ đang điện thoại đồng hồ mình là gần 9 giờ các bạn nhé. Và hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 và ngày phụ nữ Việt Nam. Và hôm nay mình có mua được ở trên mạng một con máy. Đây, để mình xem máy. Nokia. Con này Nokia, con này Nokia 3. Đây là mình đoán đây là Nokia 3. Để mình mua theo giá ve chai và máy tình trạng là máy quên mật khẩu password này. Quên mật khẩu password. Nokia không dành nhiều lắm. Đây. Mật khẩu password. Mà khẩu bắt quất như này mà mình mua chỉ giá ve chai, và mình mua chỉ giá kiểu 300.000 đồng nha các bạn ạ. Đây ạ, 19 giây. Và hôm nay mình sẽ vạch để phá khóa con Nokia 3 này, xem là nó khó hay nó dễ nhá. Thì theo mình xem như kiểu các diễn đàn chia sẻ thì con này thì nếu mà phá mật khẩu này thì không cần phải tút hay là không cần phải gì hết, không phải làm gì hết. Nếu mà có mà công cụ hỗ trợ bằng tút hoặc phần mềm gì đấy thì sẽ nhanh hơn. Và mình sẽ thử vọc tay cho các bạn xem như thế nào nhé. Và đây mình sẽ chuẩn bị một cái dây sạc để mình cắm sạc cho tiếp điện luôn cho con này. Và mình sẽ tắt nguồn đi. Mình sẽ tắt nguồn con máy này cho mình. Tắt nguồn con Nokia 3. Và tiếp đến mình sẽ kết nối sạc của con Nokia 3 này vào cái sạc. Vâng, sạc điện thoại. Thấy cũng im re luôn. Không thấy gì là sao. Ồ. À, lên rồi. Im re luôn. Sạc điện thoại. Mà sạc rất kỳ rất lâu rồi. Và mình sẽ ấn volume. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ thử volume xuống này. Và nút nguồn. Và xem là có máy tác dụng gì không nhé. Mình dí cả hai liền volume cùng lúc xem là mày nó có biến chuyển gì không. Vào thì mình sẽ ra cái dòng chữ này, mà không biết ra dòng chữ này thì nó sẽ ra cái gì đây. Mình thì mình chưa dành nhiều lắm. Đây, không biết là flash Moze này, không biết là hình như là không được hay sao. Và mình sẽ flash Moze này như là dùng flash bút gì đấy. Thôi để mình tắt đi, mình làm lại. Mình sẽ làm lại. Mình sẽ thay đổi và giữ nút volume cộng nha các bạn nhé. Cộng. Và mình sẽ nhả volume nguồn ra xem, để giữ lên cộng xem là thế nào, xem là có ra cái gì không. À, ra là không lệnh nào rồi. Ra là không lệnh nào rồi thì mình thử ấn thử volume lên xem nào. Lên xuống không có tác dụng, lên xuống dụng. Mình ấn nút volume nguồn mình lên xem là thế nào, có tác dụng. Nguồn mình xuống là không tác dụng, không lệnh nào. À đây, mình ấn volume, nói chung là mình bấm cái linh tinh trên xuống. Các bạn cứ thử hai volume, một volume trên ấn nút nguồn, một volume xuống ấn nút nguồn thì nó sẽ ra cái bảng như này. Bảng như này thì mình, các bạn mình dùng volume xuống để mình kéo xuống cái dòng chữ. Các bạn nhìn thấy chữ này là Whip Data Factory Reset, thì các bạn nhớ là reset factory reset. Các bạn click ấn nút nguồn để ok. Và mình tờ xuống chữ Yes, mình sẽ ấn chữ Yes này. Yes, như vậy rồi mình sẽ tời xuống cái mục Whip Data Whip Sache Biciton này, mình sẽ kích vào đây. Tiếng Anh thì mình không dành nhiều lắm, mình sẽ ấn chữ Yes. Và máy chạy như này rồi thì, và mình dòng chữ đầu tiên này thì mình sẽ ấn, mình sẽ chọn mức dòng chữ đầu tiên này. Mình sẽ ấn chữ nút volume gì nhỉ? Volume nút nguồn. Mình ấn chữ nguồn để máy khởi động lại. Xem đã bị mất mật khẩu chưa các bạn nhé.
Với Nokia i3 này các bạn, nếu mà các bạn mà ở nhà thì các bạn mà đang dùng mà chẳng may mà con cái mà đang nghịch quên ấy, thì các bạn có thể làm theo cách của mình để khắc phục, đỡ phải tránh mang ra các cửa hàng gần nhất. Nói chung là các bạn ở cái cửa hàng nhất, nếu mà các bạn không biết làm thì mang ra cửa hàng gần nhất thì cũng được thôi, vì họ làm sẽ chuyên nghiệp và nhanh hơn, mà mình chưa biết làm thì mình sẽ long nóng và lâu có thời gian. Đây mình sẽ bóc cái cương lực này ra. Đưa ra thì ve chai. Mà mình thấy đồ bổ thấy đâu màn hình con này mình đắt lắm các bạn. Đấy. Kinh, cương lực của nó cứng này các bạn. Mình sẽ bóc lốt lưng sau xem thế nào, xem trong mới không. Úi. Vâng ạ, máy rất mới, đẹp. Nhưng mà cái xương của mình thì rất xấu. Đấy. Nhiều con máy các bạn có thể làm như theo cách của mình, nhưng mà nhiều con thì không thể làm được các bạn nhé. Cực kỳ khó, điện thoại nó không dễ đâu các bạn. Nhiều con nó tự nhiên con máy Oppo hay biết đây gì nữa, đồ đời mới bây giờ thì các bạn không thể làm như thế này. Theo mình là thông tin thiếu. iPhone thì các bạn không thể làm như thế này được. iPhone thì các bạn phải có máy tính. Này, cái ốp rất xịn sò. Và chuyển cái ốp từ màu trắng và đã chuyển sang thành màu đục. Khả năng cái máy này theo mình nghĩ là cũng dùng, họ cũng dùng lâu lắm lắm rồi. Đây. Và mình đã reset bát thành công. Và mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt. Với Nokia 3 này nó rất chậm các bạn. Mình đưa ra làng làng lắm. Mình chọn tiếng Việt. Và mình sẽ bắt đầu. Mình bỏ qua. Bị mới. Nếu mà các cái máy mà đã có như con này, nếu mà cái máy mà đang có tài khoản, mình sẽ nhập kết nối wifi vào. Máy này là máy mình mua ở trên mạng, đâm là mình không biết là họ có tài khoản Google không. Đây là mình sẽ kết nối với tài khoản mật khẩu của nhà mình. Kiểm tra mật khẩu thực lại, mình không rõ biết là em không biết. Đã liều, đã kết nối. Đã kết nối. Đây mình kết nối. Nếu như các bạn mà có mà máy mà chính chủ ấy, thì các bạn có tài khoản Google thì các bạn nhớ nhập cái tài khoản Google vào đấy tiếp. Nhưng mà con máy này của mình thì máy mình mua trên mạng thôi, còn cái giá về chai thôi, họ thanh lý có cả mật khẩu. Đâu là mình không rõ là có tài khoản không. Đây này. Như con này họ đang bắt cả tài khoản Google này. Đấy. Đến bước chắc là có tài khoản Google rồi các bạn nhé. Và đến bây giờ thì mình sẽ, và tiện thể đây thì mình sẽ làm luôn cho các bạn, mình sẽ chuyển ra máy tính. Nói chung là hình như tài khoản Google này là cũng hình như là có quay tay được thôi, nhưng mà mình sẽ làm máy tính cho nó nhanh. Mình sẽ tắt nguồn điện thoại đi. Rồi, và mình sẽ chuyển điện thoại ra máy tính cho các bạn xem. Đây là trang Facebook cá nhân của mình. Mình sẽ vào trang Facebook cá nhân cho mình, cho bạn là đây, đây là trang Facebook cá nhân của mình nhé.
Các bạn nhớ có thể lên trong group lên nhân của mình để mình các bạn hỏi thông xác mình. Hỏi các cái làm mà mình sẽ dùng công cụ như kiểu này, mình sẽ dùng công cụ MRT key này để mình phá cái mật khẩu. Đây Nokia 3 này. Tài khoản Google Nokia 3. Và mình sẽ mở MRT này, con này MRT và mình sẽ MRT 2.59 này. Mình sẽ phá Nokia 3 này. Đây mình sẽ tìm xem là cái chỗ phá của Nokia 3 là nằm ở đâu. Sao lại chạy lâu thế? Nếu mà các bạn mà có quên tài khoản Google thì các bạn nhớ ra là cái địa chỉ cửa hàng gần nhất để họ làm cho. Đây ạ. Mình sẽ vào MRT, đây là MRT này. Mình sẽ vào Qlog, mình sẽ vào tìm mục Nokia này, mình sẽ Nokia tìm Nokia. Nokia 3 thì mình lại không thấy. Chỉ tìm Nokia 5. Cái này căng nhờ. Mình chọn thử Nokia 5 rồi này. Mình sẽ mình đã xem chip của này là chip gì. Để mình sẽ làm cho các bạn xem. Mình sẽ xem cái máy này dùng chủ chip gì nha các bạn nhé. MTK. Với chip MTK thì mình sẽ thử cho cách khác. Mình sẽ vào MTK này. Mình sẽ vào mục MTK, mình sẽ tìm xem là cái Nokia. Đây Nokia on G rồi. Đây ạ, Nokia on G, mình sẽ tìm Nokia 3 rồi. Mình sẽ vào cái mục đây là WIP format này, lock này, mình sẽ vào mục EIC RFF này. Để nhanh cho các bạn xem. Và mình sẽ kích vào mục start này. Và mình sẽ ấn điện thoại thì mình ấn là volume cộng và ấn cắm cáp thì các bạn xem nhé. Đây và máy tính đang chạy rồi nhé. Rồi và chiếc Nokia 3 mình đã phá RF thành công và mình sẽ khởi động lại máy lên. Và mình sẽ chuyển sang đây cho các bạn xem nhé. Nhà mình thì mình cũng có bóc để hỗ trợ con Nokia 3 này, đâm là các bạn nếu mà không làm được các bạn có thể mang ra cửa hàng gần nhất để nhờ họ làm cho các bạn. Đây, mình sẽ bắt đầu. Mình sẽ bỏ qua. Thiết bị mới. Đây và mình đã reset xong thì mình sẽ có chữ bỏ qua này, các bạn kích vào bỏ qua. Kích vào bỏ qua này. Tiếp theo này. Để sau này, vẫn bỏ qua này. Khác. Không cảm ơn này. Hãy tìm một máy khá là lâu, mình rất sốt ruột ở cái phần này, mình không hiểu tại sao. Lên Android đời càng cao này thì các bạn càng thấy active càng lâu, mất rất nhiều thời gian.
cả cái iPhone để mình rất mất rất nhiều thời gian, nào phải chọn gửi nhà phát triển nọ kia các kiểu, mình thấy mất rất nhiều thời gian. Cái nhiên chẳng bật phát lên là xong, đây còn chạy chạy mai. Đấy các bạn, phút 15:16 đây các bạn, không vào ngay bây giờ. Chưa thấy gì rất động tĩnh gì. Vâng, và mình đã phá khóa thành công con chiếc Nokia 3 này. Đây ạ, ui giời. Và mình mua từ đúng ve chai và kết quả đang bất ngờ các bạn ạ. Nhưng mà chậm lắm các bạn ạ. Mình thấy chưa con máy nào nó chậm như con máy này. Chậm kinh khủng luôn các bạn ạ. Và xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký like và subscribe kênh giúp mình nhé. Xin chào tất cả các bạn ạ.